À, chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ tới cái buổi thứ 8 của cái chuỗi AutoCAD 2D 3D cơ khí ha. Đấy, thì những buổi trước mình đã làm xong cái phần 2D rồi. Đây, những cái bài này mình đã hoàn thành rồi ha. Và cái phần xác định chiếu thứ ba mình cũng đã xong rồi. Thì những bạn nào mà muốn luyện tập thêm á thì các bạn vào cái kênh của mình ha, vào danh sách phát nè, các bạn vào cái danh sách là AutoCAD 2D 3D cơ khí nè. Sau này thì mình có làm những cái video mà hướng dẫn những cái bài tập khác không có trong tài liệu nè, thì bạn nào chưa làm thì vào đây ha. Đấy rồi, và có một bài đây, bài này hôm trước mình đã đăng lên nhóm nè, không biết các bạn có thấy chưa, thì nó là cái bài này đấy. Xem như đây là cái bài test mà kết thúc cái phần 2D, các bạn hãy làm cái bài này ha. À, bài này cũng khá là khó, nhưng mình chỉ yêu cầu các bạn làm cái phần 2D, là làm sao để vẽ 2D được cái hình này và trình bày giống như cái hình này thôi ha. Phần 3D thì cái bài này khó, các bạn nghiên cứu ha. Rồi thì cái phần 2D á, 2D thì ở đây nó sẽ áp dụng luôn cái phần là xác định chiếu thứ ba, cái cách chiếu hình. À, cái cách chiếu hình mình mới xác định được những cái cung nè, đấy, những cái cung dao đây và những cái cung ở đây. À, mình phải chiếu nó ra được ha. Rồi đấy, các bạn thử làm này, xem như đó là bài test kết thúc cái phần 2D. Rồi thì hôm nay mình sẽ bước qua một cái vấn đề mới, đó là cái phần liếp kết nè. Đấy, cái phần này là cái phần mà người ta các bạn nào chưa biết về cái định nghĩa của cái liếp kết này, các bạn đọc cái phần này cho mình ha. Đấy, nó sẽ thêm cho mình những cái lệnh mà để thao tác nhanh hơn. Đó. Như là cái việc đánh số thứ tự nè. À, ở đây mình có trình bày một số cái ha. Thì với cái kết AutoCAD cơ khí của mình á, thì cái việc sử dụng liếp kết này nó cũng không cần thiết. À, cũng không sử dụng nhiều. Đa số là cái phần liếp kết này á, là người ta sử dụng nhiều ở bên xây dựng ha. Đấy, xây dựng người ta sử dụng rất nhiều để mà nó giúp trong cái quá trình mà mình thiết kế nó sẽ nhanh hơn. Đó. Rồi ở đây mình sử dụng hai cái liếp kết, ba cái mình chỉ sử dụng ba cái thôi, đó là đổi layer nè, đổi layer và copy tăng dần. Đấy, những cái copy tăng dần mình có ví dụ này ha, ví dụ mình có một cái đối tượng này mình copy, mỗi lần mình copy mình liếp chuột là nó sẽ nhảy lên đó, 1 2 3 4. Đấy, một là chữ kèm số, hai là số 0, ba là chữ cái ha. Thì số 0 thì nó mỗi lần mình cứ copy nó sẽ tăng lên một đơn vị. À, nó tăng tới vô cực. Còn cái phần chữ cái nè thì nó sẽ tăng theo giới hạn của bảng chữ cái thôi. Đấy. Cái việc trong xây dựng thì thường dùng cái này để đánh dấu cái cột ha. Đấy. Rồi cái phần add liếp kết thì ở đây mình cũng có trình bày trong cái tài liệu này. Add vào, cách add vào một lần, lần sau không có nữa, và cách add vào vĩnh viễn luôn ha. Rồi những cái cách mà thay đổi cái lệnh của cái liếp kết thì ở đây mình sẽ không nói lại trong cái video này cái cách mà thao tác cái liếp kết và cái cách mà add ha, vì mình đã làm một cái video rồi. Các bạn vào đây cho mình cái thủ thuật AutoCAD 2D 3D nè. Đấy, vào đây và các bạn tìm tới cái video đây, lệnh tắt vẽ nhanh trong AutoCAD nè, liếp kết này ha. Thì các bạn xem cái video này cho mình để mà mình cài theo video này để sử dụng cái liếp kết ha. Đấy, mình để cái link để tải những cái liếp kết về và sau đó các bạn xem cho mình luôn cái video là đây, hiệu chỉnh một kiểu điểm để sử dụng cho toàn bộ bản vẽ nè. Đấy, cái này khi mà các bạn xem video này rồi thì cái việc mà mình điêm kích thước và xử lý cái bản vẽ 2D nó sẽ mượt mà hơn ha. Đấy, xem cho mình hai video này, cái phần 2D và liếp kết. À, tiếp theo. Rồi cái phần liếp kết này, đây mình ví dụ cho các bạn xem ha. Đây, mình mở cái kết lên. Control N nè. Đây, cái này là cái template của mình tạo sẵn ha. Rồi. Đây. Cái liếp kết nó cũng đơn giản lắm, mình sử dụng ba cái thôi. Giả sử ở đây cái layer hiện hành của mình nè, đang là cái nét vít nè, cái nét nét đậm ha. Đây mình vẽ một cái hình chữ nhật nè. Đấy.
Rồi, một cái hình tròn. Rồi, mình muốn vẽ cái đường tâm. Đấy, cái đường tâm mình muốn nó là cái nét nó về cái layer là cái nét center nè. Đó. Thay vì mình chọn cái đường tâm rồi mình xỏ cái thanh layer này xuống, mình chọn cái center để nó đổi layer á, thì mình lúc mà mình thực hiện lệnh thì mình chuyển luôn cái layer bằng cái cách là nhập cái lệnh NC. Đấy, nó chuyển qua luôn cái layer này cho mình. Thì cái việc đổi layer này nó là cái lệnh mà mình add vào ha, trong cách nó không có ha. Đấy, chỉ cần mình nhập lệnh và là nó sẽ tạo ra cái layer mà mình mới vừa chuyển ha. Muốn chuyển lại thì có hai cách. Những cái layer có sẵn trên màn hình thì mình sử dụng cái lệnh là cái lệnh 32 này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cài đặt ha. Đó, layMarker nó nằm trên cái thanh công cụ của cái layer này thôi. Đó, cái này cái lệnh 32 này là mình tự add, nó có sẵn trong cache ha, mà phải mình phải thiết lập nó thành cái số 32 này để cho dễ thao tác. 32 chọn vào layer nào thì layer đó sẽ biến thành thì cái layer hiện hành sẽ biến thành layer đó. Ví dụ đây là nét center nè, bấm vào cái nét vít là nó sẽ nhảy qua cái nét vít ha. Rồi muốn đi kích thước thì ND nè, đấy là đi kích thước. Rồi cái phần liếp cách này mình sẽ lướt qua, các bạn xem video kia ha. Đấy, rồi những cái cách đây trong đây mình cũng đã hướng dẫn. Rồi mình sẽ qua luôn cái phần 3D. Thì còn lại cái chuỗi này thì mình dự định là sẽ làm 10 video. Thì hôm nay là video thứ 8. Là từ video 8, 9, 10 này mình sẽ giải quyết cho các bạn những cái bài tập 3D đây. À. Thì 3D trên AutoCAD nó cũng đơn giản lắm. À, đơn giản lắm. Chỉ cần các bạn thực hiện những cái bài tập này thì những cái bài khác các bạn vẽ sẽ được thôi. Ok, thì những cái bài này á, những cái video mà cách đây vài năm mình cũng đã làm rồi nhưng mà nó rời rạc, nên là mình sẽ làm lại những cái bài này trong cái chuỗi này luôn cho các bạn dễ dễ quan sát ha, dễ học. Rồi trước tiên vào cái phần 3D thì các bạn chú ý cho mình, khi mà vẽ 3D thì các bạn phải chuyển cái môi trường ở đây là đang là môi trường AutoCAD Lightsheet nè. Đấy, thì cái phần giao diện đó là mình chỉnh cái phần giao diện này, thì mặc định những cái bản đời cao nó chỉ có là ba cái giao diện chính nè. Đây là AutoCAD Lightsheet và cái 3D New này là mình tạo thêm ha. Ở cái cách tạo thêm thì trong cái thủ thuật AutoCAD 2D 3D mình cũng có hướng dẫn cái cách mà tạo cái giao diện này rồi. Đấy, khi mà các bạn vẽ 3D thì các bạn tạo cho mình một cái giao diện nè. Đấy, là lấy ra những cái thanh công cụ mà mình hay sử dụng cho việc dựng 3D. Và chú ý ở đây nó có những cái lệnh sau đây. Đấy, những cái lệnh tạo khối nè, tạo hình hộp chữ nhật nè, tạo khối trụ nè, hình nón, đấy, tạo hình cầu, hình kim tự tháp nè, đó, rồi hình cái vành nè. Rồi những cái lệnh mà hiệu chỉnh nó là những cái mà mình đánh dấu là hay sử dụng nhất ha. Đây, ví dụ như mình đánh dấu ở đây đó là cái lệnh gộp khối nè, trừ khối nè, rồi cái lệnh mà lấy cái phần chung của hai khối giao nhau nè. Ở đây mình có nói những cái chú ý khi mà mình dựng 3D thì các bạn xem cái phần này, đọc cái phần này cho mình ha. Rồi cái cách mà di chuyển đối tượng ở trong 3D cũng khá là hay, thì trong những bài tập này mình sẽ nói tới cho các bạn dễ anh dùng ha. Đấy, những cái lệnh mà hay sử dụng trong phần 3D. Rồi thì 3D, cái 3D AutoCAD này nó sẽ khác với những cái phần mềm 3D khác ha. Thì những cái phần mềm khác nó sẽ dễ 3D, nó sẽ đơn giản hơn là AutoCAD. Thực chất thì AutoCAD nó cũng không phức tạp gì, nó chỉ là cái thao tác nó sẽ nhiều hơn những cái phần mềm khác thôi. Và cái cách mà mình di chuyển, cái cách mà khi mình vẽ rồi, vẽ một cái đối tượng này rồi, mình sẽ không thay đổi kích thước được. À, ở đây giống như là AutoCAD là tọa độ chết. À, là khi mà vẽ 3D rồi, ra cái hình dạng nó rồi mình sẽ không thay đổi được. À, chỉ thay đổi được là mình trừ khối, cắt khối nó thôi. À, nó không như là phần mềm SolidWorks hay là Inventor nha. Ví dụ như mình vẽ mà sai kích thước gì mình có thể hiệu chỉnh lại được. À, AutoCAD thì không làm được. Đấy, AutoCAD là tọa độ chết. Còn những cái phần mềm khác, Solid nè, Inventor nè, nó là tọa độ sống nè. Mình có thể thay đổi tọa độ của nó theo cái ý của mình. Thì những cái điểm mà khi mà vẽ 3D cần chú ý thì trong lúc vẽ mình sẽ nói ha. Rồi, hôm nay mình sẽ đi qua, mình sẽ làm 3 bài. Tổng cộng ở đây là nó sẽ có 12 bài ha. 12 bài mà còn 3 buổi. Thì với cái hai cái bài cuối nè, để mình xoay lại luôn.
với hai cái bài cuối này thì mình đã có cái video hướng dẫn ở trong cái phần này. Chào các bạn ạ. Ở trong cái phần đây, cái phần luyện tập ha. Trong phần luyện tập này thì các bạn hai cái video cuối các bạn xem cho mình ở trong đây. Đây cái video 11 nè, quên cái bài 11 là nó là video này. Rồi cái bài 12 nó là video này. Rồi hai bài cuối mình sẽ không làm lại. Đây mình đã có video làm riêng rồi. Rồi hai bài cuối mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ làm 10 bài. Đấy, tới bài số 10 là sẽ kết thúc cái chuỗi video này. Thì trong 3 ngày mình sẽ chia ra, hôm nay là 3 bài, có thể là 4 bài luôn ha. 1 bài nè, 2 bài, 3 bài, 4 bài. Rồi có thể mình làm 4 bài. Rồi những phần sau là mỗi video là sẽ là 3 bài. Đó, làm sao để nhanh chóng kết thúc phần này, rồi để mình kiếm những cái bài tập mà thú vị hơn để mình làm video ha. Rồi, thì trong quá trình mà các bạn học hay là các bạn gặp những vấn đề gì trong công việc, thắc mắc gì, những cái bản vẽ nào đó mà vẽ không được thì các bạn cứ một là các bạn đăng lên nhóm, đăng trực tiếp lên nhóm để hỏi nè, nhóm thiết kế cơ khí nè. Hai là các bạn inbox trực tiếp cho mình. Đấy, nhiều bạn cũng inbox hỏi mình lắm ha. Thì các bạn inbox vào trang hoặc là Facebook của mình. Mình có thời gian mình sẽ giải những cái thắc mắc này cho các bạn nha. Đấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào bài luôn. Tắt luôn ha. Rồi, cái bài đầu tiên. Thì với cái phần 3D AutoCAD thì các bạn nhớ cái nguyên tắc này cho mình. Nó là cái giống như là mình chơi ship hình vậy đó. Là mình phải quan sát, mình phải đọc bản vẽ, làm sao để mà mình hình dung ra được nó gồm những cái khối gì gộp lại tạo thành. Ở đây thì mình để cái phần 3D này cho các bạn dễ nhìn ha, các bạn mới học dễ nhìn, nhưng mà thì khi mà các bạn va chạm thực tế thì nó sẽ có những bản vẽ mà nó không có hình 3D này đâu, chỉ có ba hình chiếu. Ba hình chiếu thì các bạn phải hình dung ha, làm sao mà các bạn có thể trong lúc các bạn vẽ có thể che lại cái hình này. Đấy, dùng cái map mà mình che lại ha. Làm sao mình nhìn ba hình chiếu này, mình xác định được nó có gồm bao nhiêu khối nè. Thì khi mà mình xác định được số khối để gộp thành cái chiếu này rồi, thì chỉ cần mình vẽ lên những cái biên dạng của khối đó, rồi mình sẽ di chuyển để ghép nó lại cho nó đúng kích thước. AutoCAD là vậy. Nó là một cái trò chơi ghép hình thôi ha. Rồi như cái bài này thì nhìn vào thì cái bài này đơn giản ha, nhìn vào là mình biết có bao nhiêu khối rồi. Ở đây là nó có 4 khối. Khối đầu tiên nè, nó có biên dạng này, chiều cao nó là trên hình chiếu đứng nè, 124 ha. Khối thứ hai chính là cái khối con nè, nửa khối con bị cắt nè. Đây khối con này bị cắt và ghép đôi lại nè, đây là khối thứ hai. Rồi khối thứ ba chính là cái khối hình chữ nhật này, nó fillet bốn góc ha. Rồi khối thứ tư chính là cái khối đáy. Đấy, ở đáy này khối 16 ly nè ha, này khối 16 ly của đáy này. Rồi khi mà mình xác định xong được số khối, là cái việc còn lại của mình chỉ là mình vẽ ra cái biên dạng của nó. Thì các bạn mà chưa quen á, thì các bạn chuyển đổi qua lại hai cái môi trường này cho mình, AutoCAD Lightsheet nè, rồi chuyển qua 3D để dựng ha. Còn khi mà các bạn mà đã thuộc lệnh rồi á, quen rồi thì Ctrl 0 mở rộng toàn bộ bản vẽ, mình chỉ sử dụng lệnh tắt, không thao tác ở trên đây luôn ha. Nhưng mà những bài đầu mình sẽ thao tác trên bàn phím. Đây, thao tác bằng chuột cho các bạn dễ quan sát ha. Rồi mình sẽ xen kẽ những cái lệnh tắt cho các bạn làm quen luôn. Rồi AutoCAD thì mình nên sử dụng lệnh tắt ha. Ok. Rồi với hình này mình sẽ vẽ cái con này. Vẽ con này trước. Thì con này nó có kích thước như sau. Đầu tiên cái bán kính nhỏ trước nè, cái bán kính cái đỉnh nè, đỉnh nó là R48. Đây R48 nè. Và cái bán kính ở trên đây nó là R85. Chiều cao của nó là từ vị trí nào qua vị trí này là 215 chia đôi. Là nó sẽ ra nữa ha. Rồi. Thì mình sử dụng cái đây, chuyển qua nếu viết ha. Tắt cái layer đi.
Đầu tiên là mình sẽ vẽ cái đường trục trước nè. Cái đường trục này là 215 chia đôi. 215 nè. Chia 2 ha. Đấy. Rồi cái bán kính. Bán kính này là cái bán kính nhỏ là 48. 48. Rồi bán kính ở dưới đây sẽ là 85. 85. Rồi mình nói lại. Thì khi mà các bạn vẽ những cái biên dạng á, thì các bạn phải chú ý là quan sát xem nó cái cách mà mình dùng lệnh để tạo thành cái khối này. Để mà mình vẽ, không phải là mình không cần phải vẽ hết cái biên dạng nó ra. Đây là cái bài mà mình dựng 3D chứ không phải là dựng 2D. Khi mà mình vẽ, khi mà cần thiết á, mình mới vẽ là hết cái hình. Còn không cần thiết thì mình chỉ xem cái cách nó tạo hình để mà mình vẽ cái phần mà mình cần tạo thôi ha. Thì đây là mình quan sát thấy chỉ cần mình có cái tiết diện này để mình xoay, mình dùng cái lệnh revolve. Đó, revolve là xoay khối nè. Tạo nửa bên đây và mirror qua bên đây thôi. Rồi khi mà ta có cái biên dạng này rồi. Đó, thì các bạn nhớ luôn cho mình, khi mà các bạn vẽ bằng những cái lệnh line. Đó, line b line gì đó thì tạo thành những cái đối tượng rời rạc. Đây cái hình này là những cái đối tượng rời rạc, nó gồm những cái đường thẳng mà nó liên kết những cái đường thẳng mà tạo thành cái hình này. Thì khi mà các bạn extrude hay là dùng cái lệnh này. Đấy. Khi mà các bạn dùng những cái lệnh này, những cái lệnh 3D thì nó sẽ tạo, nó không tạo ra khối mà sẽ tạo ra mặt phẳng ha, vì nó chưa liên kết được với nhau. Đó, để mà tạo ra khối thì các bạn phải liên kết cái những cái đối tượng này lại thành một cái mảng hoặc là thành một cái mặt phẳng luôn để mà mình kéo khối ha. Mà nguyên tắc kéo khối là phải có một cái mặt phẳng hoặc là cái đối tượng liên kết với nhau. Thì ở đây nó có hai lệnh các bạn chú ý. Cái lệnh đầu tiên là PO nè. PO. Đó, boundary relation nè. Thì cái lệnh này dùng cho mình sử dụng trong những cái hình phức tạp, mình chỉ lấy cái vùng. Mình chỉ lấy cái vùng nào đó mình cần thiết. Thì ở đây cái hình này chưa phức tạp nhưng mà mình sử dụng cho các bạn xem ha. Rồi qua bài thứ hai là các bạn sẽ thấy. Đấy, khi mà dùng cái lệnh này các bạn click chuột vào đây. Chọn vào một cái vùng kín nè. Không được hở ha, cái vùng đó không được hở. Click vào. Đấy nó sẽ hiện ra enter. Thì khi các bạn dùng cái lệnh này thì nó sẽ tạo ra một cái, đấy, một cái biên dạng kính cho mình nè. Đó, khi mà các bạn di chuyển nó ra thì các bạn sẽ thấy là cái biên dạng cũ nó vẫn giữ. Khi các bạn dùng cái lệnh PO này, cái biên dạng cũ nó vẫn giữ. Nó chỉ vẽ thêm một cái biên dạng kính ở trên. Ở trên. À, đó là cái lệnh PO. Cái lệnh thứ hai là cái lệnh là RAG. Đấy, Rezon. Đấy. Là khi mà các bạn chọn cái lệnh này, cái lệnh tắt nó là RAG nha. Chọn lệnh này các bạn phải bôi đen. Các bạn phải chọn tất cả các đường thẳng mà các bạn muốn tạo thành một cái mảng. Rồi các bạn enter thì nó sẽ tạo thành một cái mặt phẳng. Ở đây là mặt phẳng ha. Do là mình đang ở trong môi trường 2D wireframe nên là mình sẽ không thấy được cái mặt phẳng này. Các bạn muốn thấy thì các bạn chuyển qua cái chế độ này. Này. Đấy. Khác biệt hoàn toàn ha. Đây là cái khung. Cái khung dây thôi. Nhưng mà nó là một cái đối tượng, tạo thành một cái đối tượng rồi. Ở đây là nó sẽ tạo thành mặt phẳng. Đấy, cái lệnh là RAG này sẽ tạo thành một cái mặt phẳng. Lệnh PO nó sẽ tạo thành một cái khung, khung dây cho mình. Rồi, chuyển về 2D wireframe. Rồi ha, đây là hai cách để mà tạo thành cái vùng. Đó, thì đa số là vẽ 3D thì mình sử dụng hai cách này thôi, hai cái lệnh này thôi, RAG hoặc là PO. À, chú ý cho mình. Rồi. Rồi sau khi mà mình có được cái khung này rồi, việc còn lại là mình sẽ phải xác định được cái lệnh nào để tạo ra được cái khối này. Thì nó là một cái khối mà xoay. À, chỉ cần vẽ biên dạng này mình xoay ra là nó sẽ ra được cái khối nón này. Thì mình dùng xoay là mình nhớ đến cái lệnh là revolve cho mình ha. À, đây. Revolve nè. Lệnh tắt nó là REV. REV ha. REV là cái lệnh tắt. Đây các bạn nhớ những cái lệnh tắt mà hay sử dụng ha. REV. Thì trước khi mà mình xoay thì mình nói luôn về cái hướng nhìn. Thì khi mà mặc định mình vẽ 2D thì cái hướng nhìn nó sẽ là cái hướng top ha. Mặc định cái môi trường 2D. Đây. Đó, trong lúc mình thực hiện cái bản vẽ 2D á, thì nó nằm trong cái hướng top. Đó. Khi mà chương trình mở lên mình vẽ 2D là nó mặc định hướng top ha. Thì trong 3D thì nó sẽ có tất cả các hướng. Ở đây mình lấy ra những cái thanh công cụ view này nè. Đây hướng đầu tiên top nè ha. Top. Rồi bottom. Left, right, front và back ha.
Đây là những cái hướng mà thể hiện cái mặt 2D, và nó có bốn hướng thể hiện cái mặt 3D, đó là isometric nè. Đấy. SE, SVK ha. Thì ở đây để mà các bạn chú ý cho mình hai cái hướng nhìn quan trọng, đó là cái hướng top và cái hướng SVK isometric nè. Đấy, khi mà các bạn bấm vào cái hướng nhìn 3D này thì nó chuyển sang cái hướng nhìn 3D này cho mình. Thì cái hướng này là hay sử dụng khi mà vẽ 3D. Những cái hướng khác thì cũng có thể sử dụng, nhưng mà riêng bản thân mình vẽ thì mình chỉ sử dụng cái hướng SVK isometric, và khi mà các bạn muốn xoay đối tượng thì các bạn đè nút shift nè, đè chuột giữa ha, các bạn xoay. Shift chuột giữa xoay. Thì đây, với cái hình này mình sẽ chuyển sang cái hướng nhìn này. Để mình revolve nó ha. REV nè. Enter, chọn đối tượng nè. Nhập lệnh chọn đối tượng enter, rồi nó sẽ hỏi mình. Nó kêu mình chọn hai điểm ở trên cái trục. Điểm đầu và cái điểm cuối trên cái trục để mà mình xoay. Đấy. Thì nó hiện ra cái hướng xoay theo cái chiều dương ha. Khi mà mình nhập lệnh, mình chọn hai cái điểm á, nó sẽ hiện ra cái hướng xoay theo chiều dương. Mà cái chiều dương á là cái chiều mà cái khối này nó đang trong cái bản vẽ mình là trong cái phần mềm nó đang hướng xuống nè, mà mình cần nó hướng lên. Cần hướng lên. Thì để nó hướng lên thì mình sẽ nhập nhập số âm trừ 180. Đó, mình xoay 180 độ thôi. Đấy là nó sẽ chuyển qua cái chế độ đây cho bạn dễ nhìn ha. Rồi các bạn đè nút shift nè. Đấy, đè nút shift các bạn xoay để nhìn cái khối của mình ha. Đè shift và đè chuột giữa xoay. Đấy. Còn nhìn theo hướng dẫn là các bạn chọn những cái thanh công cụ này. Thì cái phần mà những cái thanh công cụ này thì xem video kia cho mình ha. Lúc nãy mình có hướng dẫn cái cách mà thiết lập cái giao diện á trong cái thủ thuật ở cái 2D 3D hết. Rồi. Mình đã được một khối. Rồi mình chuyển qua cái hướng top nè. Chuyển hướng top để mình mirror ha. Mời nha. Rồi chọn được này, mirror. Đấy. Là nó sẽ ra cái khối. Cái khối đầu tiên mình cần dựng nè. Đấy, khi mà mình mirror đây là hai đối tượng rời rạc, hai cái khối, hai cái solid rời rạc, mình sẽ dùng cái lệnh ghép khối nè. Đây. Đó, union nè. Ghép khối lại, mình phải ghép nó thành một cái đối tượng. Thì cái lệnh tắt nó là U, U nơi. Đấy, một là mình chọn từng đối tượng ha. Hai là mình quét chọn enter. Đây bây giờ nó đã trở thành một khối thống nhất. Rồi, đưa về hướng top nè. Isometric nè. Khi các bạn vẽ quen rồi á thì các bạn chỉnh những cái hướng này nó khá đơn giản thôi. Rồi, khối thứ hai. Mình sẽ vẽ khối chủ nhật này. Thì cái khối chủ nhật này nó kích thước nó là 224, chiều rộng là 160. Rồi chuyển về cái hướng top ha, chuyển sang cái chế độ 2D wireframe đi. Đây các bạn có thể chỉnh ở đây hoặc là ở vị trí này ha, top nè, bottom left à. Các bạn có thể chỉnh ở trên cái thanh công cụ này hoặc là chỉnh ở trên đây. Thì ở đây là mình chỉ cho các bạn thao tác chuột, còn đối với mình đã cài đặt phím tắt hết rồi ha. Khi mà mình muốn chuyển sang chế độ 3D thì mình bấm Ctrl V kép nè. Đấy, qua 3D. Rồi Ctrl T là hướng top nè, Ctrl F là hướng front nè. Đấy, thì cái phần mà chỉnh phím tắt này, các bạn xem cái thủ thuật của mình đã hướng dẫn ha. Thì mình sẽ làm xen kẽ những cái phím tắt và những cái thao tác này. Đấy, cho các bạn làm quen. Rồi mình bấm Ctrl T nè để về cái hướng hướng top. Thì mình vẽ cái hình chữ nhật này. Rồi dùng cái lệnh là REC nè, rectangle nè. Rồi để mà ở đây chú ý là nó có bốn cái cạnh mà nó fillet luôn là R20. Đấy, thay vì các bạn vẽ một cái hình chữ nhật ra xong rồi các bạn dùng lệnh fillet để fillet thì ở đây nó sẽ có tích hợp luôn ha. Đây, các bạn thấy khi mà các bạn nhập cái lệnh là rectangle thì nó sẽ có những cái lệnh phụ nè. Nó có cái lệnh fillet nè, thì các bạn bấm chữ F ha, enter, rồi các bạn nhập vào cái góc fillet ra cái R fillet là 20. Rồi nhấp một điểm. Nhập cái chiều dài nó là 224 vòng 160 ha, 224,160 enter. Đấy là nó ra trực tiếp luôn. Trực tiếp cái hình không cần phải fillet lại. Nhưng mà khi mà các bạn thực hiện một cái hình chữ nhật khác thì các bạn phải tắt cái fillet đi, nhập vào F nè, trả nó về không. Đó, các bạn mới vẽ lại cái hình chữ nhật bình thường được ha. Đó. Nó cũng nhanh và nó cũng chậm ở một số trường hợp. Rồi ở đây nó có bốn cái lỗ phi phi 20. C nè. Đấy, đây phi 20 là R10. Rồi. Mirror.
Bạn nhớ ha, khi mà các bạn vẽ 3D thì các bạn phải thao tác 2D cho nhanh. Đó, thì mới vẽ nhanh được ha. Đấy, 2D là nó ứng dụng vào trong cái 3D của AutoCAD rất là nhiều. Rồi, với cái này mình Ctrl V kép nè, chuyển sang cái chế độ F kép isometric ha, mà là bấm ở đây ha. Rồi mình kéo khối, cái khối này là 40, chiều cao nó là 40 nè. Rồi EXT mình bôi đen tất cả nè. Kéo lên là 40. 40. Rồi các bạn chú ý chuyển sang cái chế độ 3D này. Khi các bạn kéo á thì nó không giống như trong SolidWorks ha. Đấy, cái biên dạng nó kéo là nó kéo tất cả các biên dạng trong đây. Nè, khi mình di chuyển cái khối này ra. Đây, di chuyển khối ra thì những cái đường tròn nhỏ trong nè, những cái đường tròn nhỏ ở trong nó cũng kéo khối tương tự. Nhưng mà nó chưa có trừ ha, nó chưa có trừ ở trong đây. Đấy, các bạn phải thực hiện thêm một bước là mình trừ khối nó mới ra được cái lỗ, những cái lỗ khoan ha. Rồi. Ctrl E là cái chuyển về cái 2D wireframe. Đấy. Các bạn thấy nhanh thì các bạn hãy cài cái những nguyên tắc này để thực hiện ha. Rồi, thì mình thực hiện cái lệnh là trừ khối nè, subtract ha. Thì cái lệnh tắt nó là SU, SU, Enter. Rồi, khi mà thực hiện cái lệnh này, các bạn phải chọn cái khối mà mình muốn nó trừ đi. À, khối mà mình muốn giữ lại á, trừ đi những cái phần không ví dụ như trừ đi cái lỗ này, thì mình muốn giữ lại khối này thì mình phải chọn cái khối hình chữ nhật này trước, Enter này. Rồi, sau đó mình sẽ chọn những cái khối mà mình muốn dùng nó để trừ. Đó, là mình chọn vào từng khối để mình trừ đi. Thay vì mình chọn từng khối như vậy, với những cái hình phức tạp thì những cái hình đơn giản mình chỉ cần Enter nè, chọn đối tượng này, Enter. Rồi, bôi đen hết tất cả luôn ha, kể cả cái khối mà mình đã chọn ban đầu, Enter, là nó sẽ tự trừ đi. Đấy, nó là trừ khối đi ha. Và khi các bạn xoay, dùng đè Shift để xoay á, nếu mà nhiều đối tượng các bạn xoay á, nó sẽ dễ thoát khỏi cái khung nhìn của mình. Nên là muốn xem cái đối tượng nào, các bạn chọn đối tượng đó để các bạn xoay, nó sẽ giữ lại cái đối tượng đó cho mình thôi ha. Đây, đó, chọn đối tượng này thì nó chỉ giữ lại đối tượng này để cho mình xoay. Rồi, rồi chuyển về cái 2D wireframe. Tiếp theo, cái khối thứ ba sẽ là cái khối xuyến này. À, cái khối giữa này ha. Thì khối giữa này ở đây là mình thiếu kích thước nè. Kích thước khoảng cách giữa hai cái tâm này là mình thiếu ha. Các bạn khi mà các bạn gặp những cái hình thiếu này á, để mà các bạn xác định biết được cái kích thước này, à, cái cách này cũng rất là hay ha. Mình sẽ đoán được cái kích thước này, tìm ra được cái kích thước này, không phải vẽ mò ha. Đây, các bạn chụp cho mình cái hình này. Đây, mình chụp cái hình này lại nè ha. Chụp hình này lại. Rồi mình sẽ copy cái hình này mình đưa vào AutoCAD luôn. Đây. Ctrl T nè, hướng top nè ha. Rồi mình Ctrl V mình bát cái hình này vào. Mục đích mình bát vào đây để mình đo ha. Thì ở đây là cái kích thước này là 85 có sẵn nè. Mình vẽ một cái đường thẳng theo kích thước 85 này. Nhớ một điểm đây. Và một điểm qua đây. Đấy, thì cái đoạn này DLI nè, mình đo cái đoạn này coi nó bao nhiêu ha, DLI. Hiện tại nó đang là 83. Thì mình vẽ một cái đường thẳng nè. Mỗi đường thẳng 85 ha. 85. Enter. Mình dùng cái lệnh align. Chọn cái hình nè, chọn cái bức hình này, AL Enter. Rồi mình chọn hai cái đầu mút của cái đường thẳng này, mình kéo qua đây ha. Một điểm nè. Rồi đầu mút bên đây, mình kéo qua đây. Hai điểm, Enter, chọn Yes. Đấy, thì cái đoạn thẳng này nó sẽ phóng lên đúng 85 cho mình. Rồi, khi cái đoạn này 85 rồi thì cái hình này nó theo đúng cái tỷ lệ rồi, thì mình sẽ đo cái khoảng cách này, DLI. Mình đo khoảng cách này xem nó là bao nhiêu ha. Đây, nó cũng là 85. Đấy, 85, nó có sai số ha. Thì đây là cái cách mà mình xác định những cái kích thước nào mà nó không có, hoặc là có thể kiểm tra một số cái hình ha. Các bạn dùng cách này, hoặc là các bạn có thể không cần dùng cái lệnh align, mình có thể dùng quy tắc tham suất ha. Ví dụ như mình đo cái cạnh này không phải 85 mà được 60. Đấy, 60 tương ứng với lại 85, còn ở đây là mình đo được là 50 chẳng hạn. Rồi 50 mình suy ra là mình dùng quy tắc tham suất để mình chia ra là nó sẽ ra được cái cạnh này. Rồi, ok, đây là cái cạnh 85. Rồi, tắt cái này đi.
Rồi cái đoạn này mình đi thiếu cái thứ ăn, còn chú ý đây khoảng cách này 85 thì mình vẽ vào R40 C nè, R40 rồi chọn đối tượng copy ra là 85, 85 enter rồi mình nói lại à. Mời nè à. Mời ok rồi TR enter 2 lần chuyển đi xong rồi biên dạng ngoài biên dạng trong nó là 22.5 C nè 22.5 rồi mời rồi nói lại luôn ha mời rồi trim đi TR enter hay là đấy là ta sẽ ra được cái khối thứ ba. Thì cái khối này cái chiều cao của nó là từ tính từ cái mặt này lên là 124 thì mình sẽ kéo nó lên luôn ha. À, trước khi kéo mình dùng cái lệnh RR nè, RR mình tạo nó thành một cái mặt phẳng nè. À, chuyển sang chế độ vật thể để mình xem ha, nó đã thành mặt phẳng rồi. RR cho nhanh ha. Rồi, Ctrl E để chuyển về cái chế độ 2D RAM. Rồi EXT nè. Chọn đối tượng mình kéo lên là 124. EXT là cái lệnh extrude ha, nó là cái biểu tượng này. Đấy extrude ha. Lệnh tắt của nó là EXT. Chọn đối tượng này enter kéo lên là 124 enter. Đấy. Thì cũng tương tự ở đây nó cũng tạo ra hai khối riêng biệt ha, nó chưa có các khối đâu. Đấy mình do là mình có hai cái biên dạng nên nó sẽ tạo ra hai khối ha. Rồi, được ba khối rồi, cái khối thứ tư nữa. Khối thứ tư mình vẽ luôn cái khối thứ tư này. Khối thứ tư này nó là mình vẽ một cái hình chữ nhật là 85, chiều dài là 215. Rồi Ctrl T nè về cái hướng top nè ha, Ctrl E hay đây qua đây. Dùng cái lệnh rectangle nè. 85,215. Đấy, đây là cái hình chữ nhật, cái nét khuất nè ha. Khuất này. Rồi ở giữa nó sẽ có một cái cung R67 mà khoảng cách tâm là nó lệch ra mỗi bên là ở đây là 16, mỗi bên là 8 ly, 67 ha. C nè, TK nè. Rồi từ đây kéo vào đây là 8 ly. Rồi mình enter lấy điểm này, nhập vào là bán kính là 60, 67. Rồi mirror qua, mời. À, trước khi mirror mình trim đi ha. Đây, chọn này, X enter. Rồi TR chọn cạnh này, trim nửa này đi. Rồi mirror qua kia. À, hai đường đoạn này nó không đầm tầm ha. À, chú ý, rồi trim đi. Rồi ta đã được cái khối thứ tư. Và khối thứ tư này ở giữa nó cắt. Nó cắt một cái đoạn 64 nè, ở đây nó có cái lỗ ha. Ở trên đây là nó cắt cái lỗ là R32, còn ở cái khối dưới đây là nó cắt một cái miếng là khoảng chiều rộng nó là 64 nè. Thì mình vẽ vào luôn ha. Red nè, từ vị trí này mình vẽ một cái hình chữ nhật là 64,215. Rồi mình di chuyển nó vào giữa ha. Đấy. Rồi, REG R-E-G. Cái bàn phím của mình nó đang bị hư nên là các bạn thông cảm ha. Đó, cái nút G, cái nút H này nó đang bị dính với số 5, với số 6 nè. Đó, chưa sửa được. Rồi, Ctrl chuyển qua chế độ 3D thì các bạn thấy nó đã tạo thành mặt phẳng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo khối nó lên là 16 ly. EXT nè, kéo hai cái này lên là 16 ly. Đấy. Rồi. Khi mà chúng ta đã tạo ra những cái khối đủ đầy đủ các khối rồi, bây giờ cái nhiệm vụ còn lại là chúng ta phải di chuyển nó vào đúng vị trí của nó. Rồi đầu tiên cái khối này mình di chuyển vào giữa khối này. Thì cái mẹo di chuyển trong 3D là các bạn chuyển về 2D wireframe. Đấy, ta chọn cái khối này nè, thì mở enter nè, ta ra vào những cái điểm đặc biệt. Ở đây nó có cái điểm đặc biệt ha, đây một điểm nè, di chuyển vào điểm giữa này. Nhưng ở đây nó không có điểm giữa thì các bạn dùng cho mình cái lệnh là M2B. Đấy, rồi mình chọn hai điểm. Mình chọn hai điểm này nó sẽ lấy cái điểm giữa cho mình. Đây mình chọn cái đỉnh này và cái đỉnh xéo bên đây. À, nó đã lấy cái điểm giữa. Nó đặt đúng vào cái điểm giữa cho mình ha. Nhớ là cái lệnh M2B. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái khối chủ nhật. Cái khối chủ nhật này nó cũng vào đúng cái vị trí giữa luôn. Đây, mình chọn khối này. Bây giờ mình muốn chọn nó cái mặt, chọn cái điểm giữa ở trên cái mặt trên nè. Thì mình cũng dùng cái lệnh M enter nè, mu nè ha.
rồi mở 2B Enter, rồi chọn hai cái điểm, hai cái điểm đặc biệt bên cạnh là nó sẽ lấy cái điểm giữa đấy, nó lấy cái điểm giữa là này mình nhầm. Và khi đặt cái hình chữ nhật lên đây, mình sẽ đặt cái mặt dưới, mình dùng cái mặt dưới để đặt ha. Chọn đối tượng này, M Enter M2P, rồi chọn hai điểm dưới để lấy cái điểm giữa. Ok, rồi rào vào đây. Rồi các bạn chú ý khi mà các bạn rà nè, một là nó ra nhiều nhiều cái điểm, nhiều cái điểm bắt quá, thì các bạn thể dùng cái lệnh M2P ha. Đấy, rào vào cái cung này để lấy cái điểm điểm này đó. Khi mà các bạn nhìn ra rồi thì các bạn không cần phải dùng cái lệnh M2P. Rồi nó đã nằm giữa, Ctrl T nè, đã nằm giữa. Rồi tiếp theo là tới cái khối cuối cùng, mình cũng di chuyển cái 124 này thì cái đáy nó cũng nằm ở trên cái khối 16 này, cũng tương tự nè. M Enter M2B, mình chọn cái tâm này và cái tâm này để nó lấy cái điểm giữa hai tâm. Rồi mình cũng rào vào, mình lấy cái điểm giữa ha. Đây. Ok, Ctrl Z. Đó, khi mà mình đã đem nó vào rồi thì mình quan sát những cái khối nào mà nó gộp với nhau, mình sẽ dùng cái lệnh là UNI ha, gộp khối. UNI nè, đầu tiên là cái khối này, tới khối này và khối này và khối này. Enter. Đấy, nó tạo thành những cái khối, tạo thành một cái khối rồi ha. Đây, rồi di chuyển và thử cho bạn xem nè. Đó là nó có, nó còn lại hai khối này là để mình trừ khối. Rồi. Ok, mình sẽ trừ khối nó luôn nè. SU. Khối này giữ lại, enter, rồi bôi đen hết luôn ha. Đấy, nó đã trừ khối. Nhưng mà ở đây nó còn có một cái lỗ R32 này thì mình vẽ trực tiếp vào. Mình dùng cái lệnh là đây, cái lệnh mà vẽ cái khối trụ nè. Cylinder ha. Thì cái lệnh tắt nó là CIL nè. Nhấp vào cái điểm giữa đây. Rồi. Cái R nó là 32, nhập là 32. 32 enter. Thì khi mà các bạn nhập cái lệnh này, các bạn giữ chọn cái chế độ F8 á. Đây. Nó đang theo cái hướng này ha. Thì các bạn muốn cho nó theo cái hướng nằm ngang thì các bạn bấm cái nút Shift nè, Endpoint nè ha, bấm chữ A Enter nè. Nó sẽ theo cái hướng, các bạn phải bấm cái F8 này cho mình. Rồi cho nó theo chế độ mà nó song song nữa ha. Rồi các bạn kéo cho nó qua khỏi cái khối nè. SU Enter, chọn đối tượng Enter. Rồi Border Enter, đó. Là nó sẽ trừ ra cho mình. Đấy là đã xong cái bài đầu tiên. Rồi các bạn xem coi có gì không hiểu. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đây là cái bài đầu tiên. Thì mình sẽ lưu lại cái file này, mình sẽ up theo cái video ha. Các bạn có thể lấy cái file này để mà thực hiện cái bài tập mà xuất hình chiếu. Thì cách vẽ thì nó sẽ có nhiều cách vẽ, nhưng ở đây mình sẽ chỉ cái cách nào mà nó đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi mình sẽ lưu lại cái file này. Bài tập 1 ha. Ok, mình sẽ mở cái bản vẽ mới lên ha. Rồi thì bài mới này mình sẽ qua cái bài thứ hai. Đây cái bài này, thì cái bài này các bạn cũng quan sát cho mình xem nó gồm những cái khối nào. Đấy, đầu tiên là cái khối đế nè, cái đế là nó có cái biên dạng này. Đấy, nó có bốn cái lỗ khoan này, và nó có một cái lỗ, bốn cái lỗ bật. Đấy, cái lỗ bật là 2 ly nè ha. Lỗ bật 2 ly. Rồi cái khối thứ hai chính là cái khối đây, ở đây nó có đây khối 24 ly này. Đó, nó là cái biên dạng này ha. Rồi tiếp theo đó là cái khối có chiều cao là 47 nè. Nó là cái biên dạng này. Rồi ở giữa nó là cái khối hình trụ phi 50 và một cái lỗ phi 34. Đấy, đó là những cái khối. Rồi những cái lỗ khoan. Đấy, những cái lỗ khoan và những ở dưới đây nó khoét một cái biên dạng là hình chữ nhật nè. Nó bo cái góc là R5. Ở đây cái độ sâu này như là thiếu kích thước nè. Thì cái độ sâu này nó bằng đây. Các bạn xem là nó bằng cái kích thước 2 ly luôn ha.
Rồi đối với bài này nó sẽ khác với cái bài ở trên, mình sẽ không vẽ riêng từng khối nữa. Khác cái bài đầu tiên. Ở đây là chỉ cần là mình vẽ là nhanh lại cái biên dạng 2D của cái hình chiếu bằng này. Rồi mình sẽ lấy cái biên dạng hình chiếu bằng này, mình sẽ kéo lên cái độ cao của hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh nè. Rồi, mình vẽ nhanh lại cái hình chiếu bằng này. Đấy, đây là đang hướng top à, mình vẽ trên hướng top luôn. Rồi đầu tiên là cái R32 này, khoảng cách nó là 85. Rồi center nè. 32. Đó, CO. Và đây là 85. Ok. Rồi, ta nói lại. CR, enter hai lần ha. Tiếp theo là bốn cái lỗ này. Bốn cái lỗ này thì nó nằm ở cái góc là 45 độ và cái tâm của nó là bán kính là R22. Rồi C nè. Đây là vẽ cái R22 ra ha. Xong rồi. Vẽ một cái đường thẳng là 22 nè. Rồi shift bé hơn mình nhập cái góc luôn ha. Thì cái góc này là 45 thì mình tính theo, nếu mà mình nhập theo tọa độ cực á thì mình lấy 90 cộng với 45, 135 nè. 135. Enter. Rồi, mình sẽ lấy ra đúng cái điểm này luôn. Center, nhập tại cái điểm này mình vẽ cái lỗ nó là cái lỗ phi 16 và cái phi 10. Thì đây là R5. Đây là nó bị dính nè, mình bị dính nút nè, mấy cái bàn phím của mình nó bị hư rồi. 5. Rồi, đây là cái 16. Đi enter nè, 10, 16. Nó chịu á. Rồi. Mời nha, vẽ được một cái thì MI qua. Mirror qua. Ok. Tiếp theo là cái lỗ này là R10 và cái R10 và phi 10. C nè, ra vào đây. Một cái phi 10, một cái là R10 là 5 nè. Ok. Rồi cái lỗ ở giữa là 50 và mình vẽ khối trụ thôi, khối trụ 50 nè, C nè. Mình nhập là M2B. Mình nhấp cái điểm giữa này và cái điểm giữa này. Nó sẽ lấy cái điểm giữa cho mình. Ok. Là 50 là 20, 25. Enter. Rồi đây, có một cái đường thẳng tiếp tiến giữa cái hàng 50 và cái con tròn nhỏ này. Rồi L nè. Nhập tan, tiếp tiến tại đây và tan, tiếp tiến tại đây. Ok, mirror mời. Đấy, rồi trim nha, trim cái đoạn này. Rồi, mình vô đen hết cái này, mình mirror. Ok. Rồi tiếp theo là cái phần này, nữa là xong. Đây là cái lỗ R8 và phi 8. Lỗ phi 8, bán kính R8 ha, cách khoảng cách nó là 71. C nè, T counter nè, từ vị trí này lên đây là 71 chia 2. Rồi, enter. Đây là đầu tiên là cái 8 trước nè. Xong đó là cái lỗ là R8 là 4 ly. Rồi, nó có một cái đường thẳng tiếp tiến giữa cái hàng R8 này và cái hàng ở đây, nó bị cắt ha. Nó tiếp tiến với lại cái hàng 50 này. Các bạn phải suy ra được ha. Tiếp tiến với hàng 50 này. L nè. Tan nè. Rồi, tan. Đấy, nó tiếp tiến như thế này. Mời. Rồi, thì mình trim đi cái đoạn này. Đấy, mình chỉ lấy cái khối này thôi ha. Trim. Chọn hai cái đường này. Đấy, cái khối này. Chủ yếu là mình có được cái biên dạng này để lấy khối ha. Rồi, mirror qua. MI nè. Ok, trim bên đây. Đấy, là ta chỉ cần cái biên dạng này là ta có thể dựng được cái hình này rồi. Đây là cách mình lấy nó ra nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo khối nữa ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ kéo cái mặt đế trước nè. Đế. Thì ở đây, các bạn chú ý là những cái cung fillet nè. Những cái cung mà nó fillet nè, mình không cần phải vẽ 2D ha. Mình cứ vẽ bình thường. Rồi, khi nào mà nó lên 3D rồi mình hãy fillet sau. Rồi, bắt đầu. Mình sẽ lấy cái đế này ra. Thì để lấy cái đế này, mình copy nguyên cái này ra ha. Copy nè. Rồi, xóa hết những cái đối tượng mà không dùng đến. Ok, rồi, mình nói mấy này là Z-Enter nè.
Ok rồi, ở đây thì mình dùng cái lệnh reg luôn ha, tạo cái mặt phẳng luôn. Đấy, Ctrl Z nè, đấy mình đã tạo ra được cái mặt phẳng. Sau đó là ở đây các bạn chú ý ha, ở đây mình extrude lên là 14 ly, là cái lỗ phi 10 này nó suốt nè, nó khoan suốt nè, nên là extrude cái lỗ phi 10 này 14 ly luôn. Còn cái lỗ mà phi 16 này nó có 2 ly thôi, thì các bạn extrude như sau. Chọn đối tượng nè, ta chọn chuyển qua 2D wireframe, chọn cái khung này và bốn cái đường tròn nhỏ nè, có cái lỗ nhỏ ở trong ha. Rồi EXT nè, mình kéo nó xuống, kéo nó hướng xuống là 14 ly. Rồi còn cái lỗ to, cái lỗ 16 ly, cái lỗ 16 ly này thì mình EXT kéo xuống là 2 ly. Đấy. Rồi mình xuống nữa nè, mình trừ khối nè, chọn cái này Enter rồi bôi đen hết. Đấy, Ctrl Z nè, nó tạo ra cái lỗ bạc cho mình ha. Rồi làm được cái khối đế. Tiếp theo là cái mình lấy khối này ra, lấy hai khối bên hông nè, hai khối bên hông này ha. Lấy khối này trước đi, khối này, khối giữa nè, cái khối mà từ mặt đáy mình chút lên là 47 nè, 47. Ctrl T, Ctrl E. Thì cái này là phím tắt ha, các bạn xem nhớ là xem cái kia cho mình ha, chứ không trong AutoCAD nó không có ha. Rồi mình lấy cái thằng này ra, hoặc là mình có thể làm theo cách này, copy nữa nè. Nhớ là các bạn giữ lại cái hình cũ ha, để không các bạn mất công phải vẽ lại. Rồi khi mà các bạn có cái này rồi, mình lấy cái biên dạng này bằng cách là dùng cái lệnh PO nè, Enter, chọn cái này Enter. Đấy, chỉ cần CO ha, mình copy thôi, mình chọn cái điểm giữa nè, mình gắn vào cái mặt giữa này, mặt đáy ha, M2B nè, chọn hai điểm ở dưới mặt đáy cho nó lấy cái điểm giữa. Ok, là lấy cái điểm giữa. Thì cái lỗ này, cái lỗ khoan này mình không có extrude luôn ha, mình sẽ vẽ sau, thì mình xóa hai lỗ khoan này đi. Rồi mình EXT cái thằng này lên là 47. Ok. Rồi. Ctrl Z nè, U nỉ là luôn, U nỉ. Đấy, là mình gộp khối lại rồi. Tiếp theo, Ctrl T, Ctrl E. Đây mình dùng cái lệnh PO tiếp lấy cái biên dạng này ra. Biên dạng này nè, và biên dạng. Nó cho lấy một biên dạng thôi, Enter. Đấy, biên dạng này. Rồi PO bên đây luôn. PO nè. Bàn phím mình nó bị hư ha. Vô. Ok, rồi mình copy, chọn hai này. Bạn xem cái khối này nó cũng từ mặt đáy lên là 24 ly. Thì đè shift nè, xoay ha. Mình cũng copy tương tự. CO. Chọn cái tâm nè. Mình cũng đặt vào khối đế là M2B mặt đáy luôn, chọn hai điểm. Tâm của thằng này và tâm của thằng bên đây. Đấy là nó đã vào giữa, xong rồi mình kéo lên 24 ha, EXT nè. Chọn cái hai biên dạng này, EXT lên là kéo lên là 24 nè. Ok, Ctrl Z. Đấy, nó đã vào đúng vị trí rồi ha. Rồi, UNI nó lại. UNI. Bo đen hết nè. Đấy, nó tạo thành một khối rồi. Rồi ở đây hai cái khối này nó khoét cái lỗ suốt nè, nó khoan cái lỗ suốt là phi 8, lỗ suốt phi 8, Ctrl E. Mình chọn hai cái lỗ này, mình copy vào, mình chọn cái vị trí nào ha. Vị trí này, copy nó vào vị trí này. Đấy là hai bên nó có hai lỗ rồi, EST nè. Ta bôi đen hai cái lỗ này, Enter, rồi ta kéo xuống. Thì cái khối cắt mình không cần phải nhập cái thước, mình kéo cho nó qua cái vật thể nếu mà nó cắt suốt ha. Đấy, xuống Enter, chọn đối tượng này, Enter, rồi bôi đen hết. Đấy, nó trừ hai cái lỗ đi. Ok. Rồi, tiếp theo là cái khối khối trụ ở giữa phi 50 nè. Phi 50 này nó cao là 56 đúng không? Thì mình lấy từ cái mặt đáy luôn ha. 56 nè,
Ctrl E, Ctrl T, C, mình vẽ lại cái phi 50 nữa ha. Ok. Rồi mình di chuyển nó tương tự. À, ở đây nếu mà mặt đáy mình có thể di chuyển tương đối theo kiểu này ha. Em Enter này mình chọn cái điểm giữa ở đây. Và mình di chuyển vào cái điểm giữa ở đây. Đấy, nó cũng vào. Nó cũng vào cái mặt đáy cho mình. Đấy, cái đó là cái cách mình di chuyển tương đối. EST nè. Enter, kéo này lên là 50, 56. Rồi, Ctrl Z. Đấy, nó đã lên đúng kích thước rồi. UNI, gộp khối lại vô đen hết ha. Đấy là hầu như khối cơ bản đã xong. Bây giờ mình khoét cái lỗ, tạo cái lỗ khoan này. Thì cái này là cái lỗ khoan phi 10, sâu là 24. Ctrl F này, hướng RON này ha. Ctrl E, chuyển về chế độ 2D wireframe. Rồi, mình dùng cái, mình vẽ ra cái biên dạng để mình khoan, để mình dùng cái lệnh Revolve ha. Qua đây là 5 ly, xuống đây là 24. Rồi, cái đây, cái góc của mũi khoan nó sẽ là hợp là 120 độ nè. Thì cái góc này nó sẽ là một cái góc đây, cái góc này nó sẽ là 30, thì cái góc này nó là 180 trừ 30 là 150. Thì mình vẽ như sau. Đây mình nhập cái độ dài nó khoảng 12 đi ship bé hơn, dục tọa độ cực ha. Tọa độ cực là nhập vào 150 trừ 150. Đấy, nó ra trực tiếp. Thì đây là cái cách mình dùng tọa độ cực thôi. Còn mà các bạn không muốn dùng tọa độ cực thì các bạn cứ vẽ một đường thẳng bất kỳ. Từ cái điểm đó rồi dùng cái lệnh rồn tay nè, mình xoay nó qua cái hướng này cũng là trừ 50 ha, trừ 50. Trừ 50 thì nó ra không đúng mức độ. Enter. RU nè. Góc này là 90, 150 trừ 90 là còn lại là 60 ha. Trừ 60 mới đúng. Đấy, đó là mình dùng rồ tay, không là dùng tọa độ cực. Các bạn muốn dùng cách nào cũng được, rồi kéo xuống. Kìm đi. Đấy là mình tạo ra nửa cái biên dạng để mình revolve ha. Rồi mình dùng cái lệnh REG để mà mình tạo nó thành cái mặt phẳng nè. Ctrl Z nè. Đấy, nó đã thành mặt phẳng rồi. Rồi. REV, revolve ha. Chọn đối tượng nè. Enter, chọn cái trục xoay cho nó. Rồi Enter là nó sẽ xoay 360. Đấy, nó tạo ra cái mũi. Cái mũi này. Thì bây giờ các bạn gắn nó vào hai cái vị trí này là để trừ khối nữa là ok. Rồi mình nhấn lệnh CO nè. Chọn tâm này ha. Gắn vào tâm này một cái nè, rồi tâm bên đây một cái. Rồi. CO Enter, chọn đối tượng. Đây, nó đã cắt cái lỗ này. Rồi, một cái lỗ nữa là phi 34 này nó cắt suốt xuống nè ha. CL mình dùng cái lệnh tạo cái trụ nè, CIL Enter, rồi mình chọn cái tâm tại đây. Đây là 34, phi 34, D Enter này, nhập 34 vào. Bây giờ mình muốn nó hướng xuống thì mình nhập thêm cái chữ A, Enter, rồi mình kéo cho nó xuyên qua cái khối luôn. Rồi, xuống, Enter, chọn đối tượng. Đây là cắt qua cái khối ha. Rồi, ở đây cái lỗ này nó vát cái mép, nó chamfer là 4x45 độ nè. 4x45 độ, thì mình dùng cái lệnh là CHA, Enter nè, chọn cái cạnh này, Enter. Nhập vào là 4 ly nè, Enter nè, 4 nè. Rồi chọn lại cái cạnh này, Enter, đấy. Nó đã chamfer cho mình. Rồi, tiếp theo là ở cái mặt đáy nó khoét một cái biên dạng này lên là 2 ly. Biên dạng này là hình chữ nhật này là 95 và 46, này, 95 và 46 ha. Và cái góc phi lens là R5. Ctrl T nè, vẽ cái biên dạng nè, REC. REC xong nhập F nè, nhập là 5. Đây là 95 và 46, 95, 46 ha. Ok. Rồi khi có cái biên dạng này mình di chuyển nó vào cái chuyển nó vào chế độ 3D nè. Di chuyển cái tâm của này vào cái tâm của này. Đây vào cái tâm của hình này để mình di chuyển tương đối cho dễ ha. Này, mình chọn cái hình này, CO nè. Mình di chuyển từ cái trung điểm của cái vị trí này qua cái trung điểm vị trí này là nó sẽ vào đúng vị trí mình cần đưa vào. EST, Enter, kéo lên cái khối ha, kéo hướng lên cái khối là 2 ly. Đây, nó đã lên khối 2 ly rồi. CO, Enter. Đấy, Ctrl Z. Đó, nó đã cắt ra cái đá cho mình. Rồi, khi mà hoàn thành rồi mình sẽ fillet là mấy cung này. Mấy cung này tất cả là
8 cái chỗ fillet đều là R8. Ok, xóa đi mấy đối tượng này đi. Đấy. Rồi, FR, FR8 nè. Ta chọn từng cạnh một, Enter nè. Xoay, xoay để chọn 8 cái vị trí. Mình cần fillet. Ok, Ctrl T. Đấy, vậy là chúng ta đã xong cái bài thứ hai. À, khá đơn giản ha, chỉ cần các bạn nhìn hình và vẽ ra được biên dạng nó là mình ghép khối là nó sẽ ra. Ok, tiếp theo qua bài số 3. À, bài này thì đơn giản hơn. Rồi mình cũng sẽ lưu bài này lại để chia sẻ cho các bạn ha. Ok. Ctrl S bài tập 2. Rồi. Ctrl N. Rồi với cái bài này thì bài này thì ba cái khối nó là mình nhìn thấy rõ rồi ha. Ba khối nó đơn giản. Khối đầu tiên là khối trụ này nằm ngang. Khối thứ hai là cái khối một cái khối nón. Khối thứ hai là một cái khối nón. Đấy, khối nón, khối thứ ba chỉ là khối đáy này, có biên dạng như thế này. Có ba khối, và sau đó là mình đục những cái lỗ mà đề bài nó yêu cầu ha. Rồi đầu tiên mình sẽ vẽ cái mặt đáy trước nè. Đáy này là cái hình đầu tiên là cái này là phi 112. Phi 112. Ok. C D 112. Đấy, các bạn nhớ là nhập D để nhập đường kính nè. Rồi, ở đây mình tạo một cái 112, tạo một cái đường 45 độ trước ha. Trước khi tạo 45 độ thì mình xem ở đây cái tâm của thằng này nó nằm trên một cái cung tròn, mà cái cung tròn này là hình như là mình cũng điêm thiếu kích thước nè. À, thiếu kích thước à. Điêm thiếu kích thước của cái cung tròn này thì các bạn offset ra 5 ly thử. Rồi ok. Cái cung tròn nó là 5 ly ha, là C nè. Mở. Đấy, đây là cái clip cắt ha. Dùng clip cắt để mình thay đổi cái layer cho dễ nhìn. Rồi. Offset ra 5 thì bây giờ mình vẽ một cái đường 45 độ nè. Đó. Có thể dùng cái tọa độ cực hoặc là mình vẽ một cái đường thẳng rồi mình rotate thôi. Đơn giản, rotate trừ 45 hoặc là 45 cũng được. Đây, ra cái ô trên đây trước. Ở đây là phi 14. Phi 14 ha. C nè. D 10 14. MA 32 đổi qua cái 32 đổi qua cái layer này luôn. Rồi mình xóa đi cái đường dựng này. Chưa, trước khi xóa các bạn offset mỗi bên là 14 ly cho mình. Offset 14 ly nè. Rồi C 14. Ok. Rồi mình xóa đi những cái đường dựng này. Rồi bây giờ mình sẽ trim. Ok, rồi, mình array ra ha. AR Enter nè. E Enter. 4 đối tượng, Enter. Rồi. Nhớ ha, khi mà các bạn dùng một cái lệnh array nè thì mình sẽ không kéo khối được bằng cái lệnh array này. Mình phải phá khối ra. X Enter, phá khối ra ha. TR. Trim những cái thành phần này. Rồi, đây chính là cái đáy. Thì cái bậc đáy này nó có chiều cao là 15 ly. Rồi mình dùng cái lệnh RAG nè. Enter. Rồi đè shift xoay ha. Đấy, nó tạo thành cái mặt phẳng rồi. Thì mình EXT kéo khối nó lên nè. Bôi đen tất cả này kéo lên là 15 ly. Ctrl Z để chuyển sang chế độ 3D để dễ nhìn ha. Tô màu vật liệu. Rồi show Enter. Chọn đối tượng Enter nè. Bôi đen hết Enter. Đấy, nó đã trừ đi 4 cái lỗ này cho mình. Sau đó cái khối ở giữa này là dùng cái lệnh là tạo cái nón này, dùng cái lệnh này nè, lệnh tắt nó là CONE. Rồi mình sẽ chọn cái tâm của thằng này. Đầu tiên mình nhập cái bán kính của bán kính đáy là bao nhiêu. Bán kính đáy là 90 nè, phi 90, thì mình nhập nó là 445. Rồi bây giờ khi mà dùng lệnh này á, khi nhập bán kính đáy xong rồi nó sẽ yêu cầu mình nhập cái chiều cao, nó sẽ ra cái hình chớp luôn. Nhưng mà ở đây mình muốn nó có cái đỉnh,
cái đỉnh nó có cái phi là 42, thì mình nhập thêm chữ T ha. Đấy, top radius nè, nhập thêm chữ T. Rồi mình nhập cái bán kính đỉnh là 42 chia 2 là 20, 21, enter. Đấy, sau đó là mình mới nhập cái chiều cao. Thì chiều cao nó là 105. Mình vẽ ở trên đây thì 105 trừ đi 15 là còn lại là 90. 90 ha. 90, enter. Đấy, là ta được khối thứ hai. Rồi UNI lại luôn. UNI. Đấy, thành một khối. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ vẽ một cái khối trụ nằm ngang 120, phi nó là 4, à phi nó là 62. Khối trụ nằm ngang ha. À, control V kép nè. Đấy, nó nằm ngang như thế này. Control E về thì khối trụ này đang nằm giữa. Nó nằm giữa theo cái hướng này và nó cách cái tâm này là 21. À, thì mình vẽ như sau. À, CIL mình sẽ bắt từ cái đáy, đáy là từ cái vị trí đáy này đến đây là 56 là cái tâm của thằng này, thì mình sẽ bắt từ cái điểm này mình vẽ ha, bắt từ cái điểm đáy nè. Đấy, mình đây là cái phi 62, enter 62 nè, rồi mình enter kéo qua đây là 120, độ dài nó 120. Đấy, rồi mình mới chọn cái khối này mình di chuyển ngược lại là 60, 120 chia đôi á, để cho nó về giữa nè, nó vào đúng vị trí giữa. Sau đó mình mới di chuyển nó đi lên đây là, di chuyển lên đây là 56 ha. 56, enter. Rồi, sau đó mình mới di chuyển nó theo cái hướng ra đây. Ra đây theo hướng này là 21, 21 ly. 21 ly, enter. Đấy, là nó nằm đúng vị trí. Sau đó mình UNI lại. Đấy, là thành một khối. Tiếp theo là mình vẽ một cái khối ở giữa đây để mình trừ khối nè. Phi 42, CIL nè, chọn cái đoạn này, D enter, 42 enter, rồi A enter. Đấy, mình kéo cho nó xuyên qua khỏi vật thể luôn ha. Su nè, chọn đối tượng, enter, chọn này, trừ đi. Đấy, là đã trừ được khối này. À, sau đó là nó sẽ có hai cái phi 28 này, nó cắt ở hai cái mặt đầu nè. Phi 28 đúng không? CIL nè, mình chọn cái tâm tại đây, phi 28 là enter 20 28 nè. Rồi mình kéo lên, kéo nó cao cao lên ha. Đấy, kéo cao cao lên xong rồi mình di chuyển cho nó cắt hết cái mặt đầu nè. Di chuyển trên xuống, nhớ là các bạn để chế độ 8 à. Đấy, cho nó vừa qua cái mặt đầu, coi chừng nó chạm ở dưới đây ha. Rồi vừa qua mặt đầu rồi Ctrl T nè để mà mình mirror qua kia, mở đi. Rồi ok, su chọn đối tượng, enter, bôi đen hết. Đấy, là cắt hai đầu. Rồi sau khi cắt hai đầu, ở đây nó có một cái lỗ ở giữa là phi 42, nó cách cái mặt đáy là 56, cách mặt đáy từ mặt đáy lên là 56 đúng không? Thì Ctrl E nè. CIL ta lấy cái tâm đáy nè, ta vẽ một cái phi là 42, D 42 nè. Rồi A enter, ta kéo theo hướng nào cũng được, kéo cho nó dài ha. Rồi tôi di chuyển đi lên, từ mặt đá đi lên đây là 56. Nhưng mà lên đây là 56 luôn. Rồi mình mới di chuyển nó ngược lại để cho nó ăn hết cái khối ha. Đấy, nó ăn hết cái khối. Ctrl Z nè. Rồi khi mà nó ăn hết cái khối rồi mình mới trừ khối. Su Enter, chọn đối tượng, Enter. Đấy, ok chưa? Rồi, thế là ta đã xong cái bài số 3. Khá đơn giản ha. Rồi mình sẽ lưu nó lại. Ctrl S. Bài tập 3. Thì các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ha, hoặc là các bạn lên group các bạn hỏi ha, mình sẽ trả lời. Rồi mình đóng cái bản vẽ này. Yes. Rồi Ctrl N mở một bản vẽ mới lên. Đâu qua bài tiếp theo là bài này. Bài này là bài cuối cùng của video luôn ha. Bài này cũng khá đơn giản. Đầu tiên tao vẽ trước hai cái tao vẽ trước hai cái chân này trước ha. Cái tiết diện chân này nè. Đây là R15. R15 ở giữa đây là phi 15. C 15 nè. Ở giữa là D enter 15 luôn nè. Rồi khoảng cách hai này là 75. Đây, khoảng cách 75.
SEO 75 enter. Rồi ở giữa nó có một cái đường tròn là R27.5 C nè, T à, CM2B block, M2B chọn hai cái tâm này. Đấy, rồi nhập vào là 27.5. Ok. Rồi, ta vẽ bốn cái đường tiếp tiến vào. L nè, tan. Rồi tan. Đấy, MI. MI mirror. Rồi, ta stream đi. À, hai này luôn. Ok, thì khoảng cách của hai này là 115. REG luôn ha. REG nè, ta tạo nó thành một cái mặt phẳng luôn. Xong ta copy, CO Enter, qua đây là 115, 115. Đấy, ta được hai chân. Thì ở đây mình lại thiếu một cái kích thước ha. Kích thước của cái khối xuyến nè. Cái khối xuyến này, cái lỗ này thì có là phi 25. Còn cái lỗ này, còn cái đường kính này thì mình chưa có nè. Để mình sẽ đoán nó ha. Cái này điểm thiếu cái thứ thôi chứ không có gì quan trọng. Không offset nó vào 5 ly thử. Rồi ok. DRA thì kích thước này các bạn vẽ cho mình là 22.5 ha. 22.5. Rồi 22.5. Thì ở đây khi có hai khối đáy rồi, mình để nó, mình kéo khối luôn. Cái khối nó là 15 ly nè. À, để ship EXT nè. Ở đây. Khoan kéo khối ha. Đây các bạn để ý cho mình, ở đây nó có một cái nét khúc nè. Cái khối xuyến này nó khoét một cái lỗ xuyên xuống cái hai cái mặt cái đế này luôn. Thì cái mặt đế này mình cũng vẽ một cái phi 25. CD 25. Đấy. D 25 ha. Rồi. EST mình kéo khối hai này lên là 10, 15. Rồi mình trừ khối ha, su nè. À, chọn hai này enter. Đấy, cần trừ gì? Nó đã trừ khối. Và các bạn nhớ luôn, khi mà các bạn chọn á thì nó sẽ gộp hai này lại thành một cái đối tượng ha, nó không phải là đối tượng rời rạc nữa. Lúc mà các bạn trừ khối á, các bạn chọn hai khối này chung thì bây giờ nó sẽ gộp thành một đối tượng luôn chứ không phải là hai đối tượng. Rồi sau đó các bạn qua cái hướng F này cho mình, qua hướng F để mà vẽ cái khối xuyến này bằng cái lệnh tạo khối xuyến luôn ha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái lệnh revolve. Ở đây mình sẽ làm hai cách cho các bạn xem. Một là cái cách tạo khối xuyến nè, cái cách tạo khối xuyến này tor ha, lệnh tắt nó là tor. Đây tor. Rồi các bạn nhấp một điểm nè. Đầu tiên là khi mình nhập cái tâm nè, cái đường kính bán kính tâm là 57.5. Enter. Rồi các bạn nhập cái bán kính của cái khối xuyến này chính là cái 22.5 lúc nãy á. 22.5 ha. 22.5. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt nửa đi. Cắt nửa đi. Thì chúng ta dùng cái lệnh là SL nè. Select á. Enter, chọn đối tượng này, enter nè. Rồi ta chọn một cái điểm nè. Ta chọn hai cái điểm để dùng để nó cắt ngang ha. Enter cái. Đấy, nó cắt ngang. Rồi xóa đi cái mặt dưới đi. Rồi bây giờ mình chuyển qua 2D wireframe này để mình di chuyển nó vào đúng vị trí thôi ha. Đây, di chuyển nó vào đúng cái vị trí này. Em mở từ cái tâm này, di chuyển vào tâm này. Đấy là nó vào đúng vị trí. Rồi cái khối thứ hai chính là cái khối này. Cái khối mà để mình trừ khối ở trong là phi 25. Phi 25 đúng không? Ctrl F nè. Cũng là cái khối TOR, vẽ khối xuyến tiếp. Đây là tâm nó vẫn là 57.5. 57.5 enter. Rồi cái bán kính bây giờ là mình nhập chữ D enter để mình nhập vào luôn cái đường kính là 20, 25. Rồi mình cũng tương tự chọn đối tượng nè, SL để cắt enter, chọn hai điểm enter nó cắt ngang. Rồi xóa đi. Rồi Ctrl E 2D wireframe ha, di chuyển nó vào. Đấy, rồi bây giờ mình trừ khối đi, chọn đối tượng này enter, rồi chọn cái khối xuyến enter đi, là nó sẽ gộp ba đối tượng này lại thành một. Đấy, nó đã gộp thành một và nó đã cắt ở trong đây rồi ha. Rồi tiếp theo là mình di chuyển này nữa là ok. Vẽ cái hình chóp này thì cái đáy nó là đầu tiên vẽ từ trên xuống hay dưới lên cũng được ha. Ta
80 50, chiều cao là ở đây là hình như là 95. Từ cái mặt này lên đây là 95 ha. 90 là cái đáy ở trong. Rồi ok. Rồi, vẽ của nó là CONE. Rồi nhấp một điểm nè, ta vẽ từ đáy lên cũng được, 50. 50 là cái bán kính là 25 nè. T enter, T là ở trên là cái được, cái bán kính là 40, enter. Rồi chiều cao của nó là 95, enter, đấy là ra. Sau đó ta vẽ từ trên xuống là phi 60 với là phi 30. CONE nè, ta lấy cái điểm tại đây. Đây là phi 60 là 30 nè, enter. Rồi T ở dưới là 15, vậy là ở dưới là bán kính là 15. 10, 15, enter. Rồi chiều sâu của nó là ở đây là 90 ha. Ở đây là 90, nhập là 90. Ok. Thì mình khoan hãy trừ khối ở đây ha. Control E. Mình phải di chuyển nó vào giữa mình mới trừ để cho nó trừ hết. Nó trừ giao với lại cái khối trong đây luôn ha. Mình trưởng vào đây làm di chuyển vào là sai. Rồi M này chọn cái tâm điểm ở dưới. Rồi trong đây mình sẽ chọn M2B. M2B chọn tâm của hàng này và tâm của hàng bên đây. Đấy, chọn gì? Nó đã vào giữa. Rồi bây giờ mình mới trừ khối nè. CO chọn đối tượng này, chọn đối tượng này, enter. Đấy, nó đã cắt. Ở đây là mình đã thiếu một bước à. Mình khi mình di chuyển này vào, nó có cái độ dày này, nó sẽ chưa cắt được cái phần xuyến này. Đây, mình cho các bạn xem ha. POX. Đây, mình sẽ cắt ở giữa ra cho các bạn xem coi mình sai chỗ nào. Đấy, là khi mà mình lúc nãy là mình trừ cái khối xuyến này, mình trừ trước nè. Nên là khi mình di chuyển hình này vào thì nó sẽ không bị cắt ở đây. Là sai ha. Cái đề của mình là nó cắt ở đây. Đấy, khối xuyến này nó cắt vào. Thì mình phải làm lại. Mình phải cắt thêm một lần nữa nó mới được ha. Đấy, này các bạn chú ý khi vẽ. Nhưng mà các bạn ở đây mà các bạn dừng lại là các bạn sai. Đấy, rồi. Chúng ta làm lại thôi. Ctrl F nè. Đây, khối xuyến ở giữa. 57.5. TOR 57.5 này, enter nè. Rồi cái này là D enter 25. Rồi chọn đối, dùng cái lệnh là SL enter, chọn đối tượng enter. Rồi chọn hai điểm enter, nó cắt ngang. Rồi bây giờ mình di chuyển nó vô, Ctrl E. Chọn đối tượng này, di chuyển nó vào tâm này. Đấy, bây giờ mình trừ nữa ha. Xu nè, enter. Ctrl Z. Đó là bây giờ nó cắt như vậy mới đúng ha. Rồi vậy là ta đã xong à. Cái phần khối xuyến này thì thay vì mình dùng cái lệnh này vẽ thì mình có thể dùng cái lệnh là swap ha. Ví dụ như phi 25 quét nhanh cái R qua cái R 57.5 này thì mình làm như sau. Ctrl F nè. C 57.5 ha. Rồi mình cắt ngang nó đây. Rồi, Ctrl T. Ở đây mình vẽ một cái đường tròn. D enter 25. Đó, ta vẽ hai cái biến dạng này, ta dùng cái lệnh swap cũng được ha. Này, swap. Chọn đối tượng này, enter, chọn đối tượng này. Đây, nó cũng vẽ ra được cho mình. Nó có nhiều cách để vẽ. Các bạn cứ thực hiện từng cách một ha, để mình biết được nhiều cách để mình vẽ hình nó nhanh hơn. Rồi, mình đã qua bài số 4. Rồi còn 6 bài còn lại, mình sẽ làm hai cái video sau. Rồi chào các bạn, có gì thắc mắc các bạn cứ inbox trực tiếp mình hoặc là comment ở dưới video này ha. Rồi chúc các bạn học tốt.